trên cả vùng một mảnh hoang vu, trực tiếp bị nước biển xông ra, toàn bộ vết tích đều cọ rửa rớt, nước biển từ từ hướng chỗ chảy xuôi, nhắm phía biển rộng hội tụ đến. Nam tử từ trong kim quang đỉnh giải thoát đi ra, trên mặt ngoại trừ cuồng tiếu ra, còn có thần sắc tức giận, lạnh lùng nói. Nhị ca, ngươi lúc này xuất thủ cũng quá đúng lúc rồi đi, vừa lúc đặt ở ta tiến quỷ muôn quan. Hiển nhiên là trách cứ đối phương xuất thủ quá muộn. Trên bầu trời cánh tay nắm trong suốt long đầu cốt vừa thu lại, sau đó tại chỗ hoảng động một cái, một gã bạch y nam tử liền nổi lên. Bạch y nam tử vẻ mặt lạnh lùng vẻ, không có bất kỳ thần tình nào, hình như không dính nửa điểm tình cảm. Chín người kia dưới sự liên thủ, tuy rằng công kích không mạnh, nhưng phòng ngự cũng thiên y vô phùng. Ta phải thấy rõ ràng rồi, có 10 phần nắm chặt mới ra tay, lúc này mới lại có thể một kích tất chúng. Hừng, chờ ngươi thấy rõ ràng rồi, mạng của ta cũng bị mất. Hai người này chính là Bắc Hải Vương Tử, đứng hàng thứ đệ nhị nhuận tông và đệ tam nhuận vũ. Nhuận vũ lạnh lùng nói, nếu là không thấy rõ nói, coi như là ta chết, ngươi cũng sẽ không nhảy ra xuất thủ đi. Nhuận tông vẫn là thần sắc bất động, nói, chuyện liên quan đến tính mệnh của ngươi nói, ta sẽ mạnh mẽ xuất thủ. Nhưng nếu là tình huống sai, một kích sẽ rời đi. Gương mặt của nhuận vũ co quắp một chút, nặng nề hừ một tiếng, cũng không biết là tức giận hay là không nói gì, ngược lại nói. Hiện tại cản trở toàn bộ quét dọn, nhanh lên tiến nhập lôi lâm tìm kiếm tuyệt thế ất mộc đi. Nhuận Tông gật đầu một cái, hai tay chắp sau lưng, trên người trực tiếp tuôn ra số lớn phấn sắc tinh trần, giải rác rơi bay đầy trời cao, chính hắn còn lại là nhắm hai mắt nhận biết đứng lên. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, vô số phấn sắc tinh trần bay trở về trong cơ thể, lăng không bước đi thong thả ra vài bước. Một đạo kim quang từ trong tay hắn toát ra tới, giống như là lôi điện đùng chớp động liên tục, đi phía trước phương ném một cái. Đùng đùng, đạo kim sắc lôi cầu trên không trung thẳng tắp xoay tròn sau đó liền lôi kéo ra từng đạo hồ quang khuếch tán như là thủy mạc quang mang kéo dài ra một thanh sắc trận pháp rộng ước chừng hơn 10 trưởng xuất hiện ở trước mắt hai người đây cũng là cửa vào sao dấu quá kia trong mắt nhuận vũ lóe lên vẻ hưng phấn liếm môi một cái nhuận tông hướng phía thanh sắc trận pháp nhìn ra ngoài một hồi nói trận này không đơn giản nhuận vũ khinh thường hừ nói ngươi có phấn sắc tinh trần trực tiếp rót vào đi đem trận pháp này nổ tung không phải xong rồi. Nhuận Tông nói, ta để ý cũng không phải cái này. Trước khi tới chúng ta cũng đối với thần mục thế gia làm ra lý giải nhất định, ở trong thế giới nhân tộc tối đa xưng là nhị lưu. Nhưng nhìn chung vừa rồi chín người kia liên thủ thành trận pháp, dĩ nhiên có thể đem ngươi kích thương, đồng thời để ta vận dụng phấn sắc tinh trần và nguyệt trì vũ bộ. Nếu như đây vẫn chỉ là nhị lưu thế lực nói, trong nhân tộc nhất lưu, thậm chí bảy đại siêu cấp thế lực, cùng với thánh vực bao trùm ở trên bảy đại siêu cấp thế lực, lại sẽ là hạng tồn tại cỡ nào. Nhuận Vũ cũng là biến sắc, trầm giọng nói. Đây sẽ không thể nào là nhị lưu thế lực, nhất định là tình báo có sai lầm. Đám cận bã cung ứng tình báo, lại dám tắc trách như thế, sau khi trở về ta nhất định phải lột ra bọn chúng. Nhuận Tông nói. Mắt thấy vị tất là thật, tai nghe vị tất là giả, nhiều lắm quan sát mới đúng. Nhuận Vũ không nhịn được nói. Đều lúc này, còn quan sát cái rắm nhanh lên oanh mở ra trận pháp này nhuận tông không có hé răng mà là giơ tay lên tới ngũ chỉ một chảo một long đầu cốt trong suốt bị chộp trong tay bên trong hốc mắt hiện ra quang mang hồng nhạt càng ngày càng sáng bừng lên trong miệng của long đầu cốt mạnh mẽ phun ra một cổ hồng nhạt yên vụ tới chính là phấn sắc tinh trần vòng quanh xương sọ bốn phía xoay tròn nhuận vũ nhìn chằm chằm vào long đầu cốt kia trong mắt hiện lên một tia tinh mang tràn đầy vẻ hâm mộ phân sắc tinh trần vòng quanh long cốt bay lượn toàn bộ bầu trời thoáng cái trở nên diễm lệ như là hoa rơi vô số có loại vẻ đẹp thê lương đột nhiên trong tay nhuận tông long đầu cốt run lên ngũ chỉ bỗng nhiên nắm chặt xương sọ thượng tản mát ra một tầng quang mang trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái hồng nhạt long ảnh mạnh hướng phía phía sau rít gào đi thân sắc của nhuận vũ biến đổi cả kinh nói chuyện gì xảy ra giống hồng nhạt long ảnh kia đánh về phía một chỗ không gian âm âm một tiếng tựa hồ đã bị một cổ trở lực thật lớn, như là đánh vào trên tường vậy, toàn thân run rẩy lên một cái, thiếu chút nữa tại chỗ vỡ nát. Chỗ không gian ở dưới rung động mạnh, lan ra từng cái dựng thẳng văn, hướng về phía sau đẩy ra. Một đạo nhân ảnh chậm rãi nổi lên, là ai? Sắc mặt của nhuận vũ trầm xuống, nổi giận quát dẹp đường, trong mắt sát khí lóe ra. Ta còn muốn hỏi hai vị là ai đấy? Bóng người kia chậm rãi suy tư nói rằng, con ngươi của hắn hơi một ngưng, hướng phía trên người hồng nhạt long ảnh nhìn lại chợt biến sắc cả kinh nói phấn sắc tinh trần trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ và không thể tin nổi nhuận tông cũng là thần sắc biến đổi trên gương mặt đạm mạc tựa hồ rét lạnh xuống tới lăng không một điểm hồng nhạt long ảnh trong nháy mắt bay trở về trực tiếp xoay quanh ở trên đầu hắn giơ lên long đầu nhìn chằm chằm vào người ở tiền phương nhuận tông nói ngươi làm sao nhận được đây là phấn sắc tinh trần ta đã đem nó luyện hóa một phen nếu là không có sâu đậm lý giải sẽ là không có khả năng liếc mắt đã nhìn ra. Người nọ ở sau ngắn ngủi kinh ngạc, nhất thời bật cười khanh khách. Người nếu nói luyện hóa, chính là đem trạng thái tinh thể gõ bể thành trạng thái bụi phấn sao. Ngoại trừ hình thái bất đồng ra, ta nhìn không ra đám bột phấn này cùng với tinh trần có gì khác biệt. Nhuận Tông nói, đó chỉ có thể nói ngươi đối với phấn sắc tinh trần có lý giải rất sâu. Người nọ gật đầu nói, không sai biệt lắm, nghiên cứu qua một trận nhuận vũ nhướng mày trầm giọng quát dẹp đường cùng với hắn rong dài cái gì hành tung không rõ giết là được ánh mắt của nhuận tông chớp động nói người này không đơn giản cũng không phải như mặt ngoài triển lộ ra tu vi thất tinh vũ tôn đột nhiên xuất hiện người chính là lý vân tiêu hắn nguyên bản cũng muốn le lén lẻn vào lôi lâm nhất tìm tòi nghiên cứu cánh nghĩ không ra tự gặp được bác hải nhị vị vương tử lý vân tiêu cười lạnh nói ta lai lịch bất minh hai vị mới là thật sự lai lịch bất minh đi, phía trước này võ giả tàn thi. Ánh mắt của hắn mọi nơi đảo qua, nói. Còn có nơi đây vừa phát sinh tranh đấu kịch liệt, cường giả huyết tinh còn không có tiêu tan, đều là do các người làm. Nhuận vũ lạnh giọng nói. Đúng thì như thế nào? Sắc mặt hắn âm trầm lợi hại, trong mắt sát ý càng ngày càng đậm. Lý Vân Tiêu hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói. Không có việc gì, ta chỉ hỏi một chút mà thôi hỏi con mẹ ngươi. Nhuận vũ giận dữ quát một tiếng, nói, cho ta đi tìm chết. Thân ảnh của hắn lóe lên, cả người đã tiêu thất ở tại chỗ. Chỉ thấy một đạo hắc mang bay thẳng đến Lý Vân Tiêu kích bắn đi, đồng thời trên bầu trời hiện lên một đạo tiếng sấm sét, một cái long ảnh đen kịt chợt hiện lên, mở ra năm móng vọt xuống tới. Hắc Long, con ngươi của Lý Vân Tiêu co rụt lại. Các ngươi là Bắc Hải Vương tử. Hắn vươn hai tay tới, trên tay phải nổi lên một trận gió, trong tay trái còn lại là bốc ra một ngọn lửa, hai cổ nguyên tố chi lực ở trước người hợp lại, phanh nhiên một tiếng vang lên. Hỏa thế mượn sức gió, thoáng cái khuếch tán ra, hình thành mười trượng có thừa, không ngừng xoay tròn. Trên khuôn mặt của Lý Vân Tiêu ở dưới hỏa diễm lóe ra trở nên mông lung, tay trái lăng không vẻ ra một vòng, bắt ra quyết ấn phóng ở trước người, tay phải còn lại là hướng về phía trước vỗ tới. Đại phong hỏa luân nhất thời gào thét ra, hướng tới trên người hắc long cuốn đến. Sau một khắc, hắn lập tức thu hồi tay phải, bấm tay niệm thần chú ở trước người, ngược lại thì tay trái hai ngón tay khép lại, làm thành kiếm thế lăng không hướng một chỗ điểm tới. Suy, một đạo hàn quang kiếm khí bắn ra, bầu trời trong nháy mắt bị chia cắt ra, phanh một tiếng trầm muộn vang lên, chém ở trên đó. Thân ảnh của nhuận vũ nhất thời nổi lên, đang nhìn trong tay ngũ chỉ long trảo lộ ra vẻ mặt, chỉ thấy mặt trên một đạo vết kiếm rõ ràng có thể thấy được. Mà giờ khắc này trên bầu trời hạ xuống con hắc long kia, còn chưa kịp phát uy đã quấn vào bên trong đại phong hỏa luân, chết để mất đi khống chế. Không chỉ có trên người quang mang bị hai cổ nguyên tố chi lực xoáy tan vỡ tan rã ra, toàn bộ đại phong hỏa luân càng xoay hướng trên cao, hướng tới cửu thiên đi, càng ngày càng nhỏ. Cái này, Bắc Hải hai người đều là sừng sốt, ngẩng đầu nhìn phong hỏa luân và hắc long bay mất, đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Nhuận Tông dần dần ngương trọng. Lại là ngọn lửa này, là lửa phương nào, thần phong lại là phong nơi nào. Lý Vân Tiêu không trả lời câu hỏi, nói. Ta đã biết, các ngươi đó là Bắc Hải vương tộc. Nghĩ không ra ham linh lôi quả, đúng là người của vương tộc. Lén lén lẻn vào lãnh địa của tộc ta, đi ra ác tha việc, các ngươi còn muốn mặt mũi sao. Nhuận Vũ lúc này phẫn nộ quát. Vô liêm sỉ hải mộc đảo này vốn là thuộc Bắc Hải lãnh vực ta, các ngươi không biết xấu hổ, nhân loại dĩ nhiên mạnh mẽ chiếm trên nó. Lý Vân Tiêu nói. Xem ra các ngươi là muốn chống chế đến cùng. Cũng khó trách, dù sao thừa nhận làm kẻ trộm chuyện này, đặt ở trên người ai đều khó khăn lấy tiếp thu, huống hồ là các ngươi hải tộc chi vương. Ăn nói bừa bãi, nói xấu bọn ta, đáng tội chết. Nguyện vũ lần thứ hai bạo giận lên, thân ảnh trong nháy mắt ở tại chỗ tiêu thất, sau một khắc tự xuất hiện ở Lý Vân Tiêu bầu trời, ngũ móng mở, trực tiếp bắt xuống phía dưới. Trải qua vừa rồi giao thủ một cái, hắn không dám có chút đại ý nào, cả người đã yêu hóa thành rồng. Dưỡng ngũ trào kích bắn ra hắc khí tới, ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một tấm lưới nhỏ phốc suy một chút đã tán ra cỡ mấy trượng từ từng đạo hắc mang trên không trung đan vào chớp động trận quang đè ép xuống tới lý vân tiêu kinh ngạc nói ta không phải người của bắc hải ngươi cũng không phải người dân dưới ngươi cai trị dựa vào cái gì xử tội ta Hàn không nhanh không chậm nói thân ảnh lang không lóe lên lui về phía sau ra mấy trượng tay phải hướng phía hư không tìm tòi liền đem thiên quang kiếm hạp bắt vào trong tay đưa ngang trước người tay trái bắt ra mấy đạo quyết ấn, từng cái đánh vào bên trong, mỗi một lần đều có kim quang chớp động, trên cái hộp kiếm hiện lên từng cái ngân quang, thoáng cái hiện ra vô số hoa văn tới. Đến, trong miệng Lý Vân Tiêu quát một tiếng, tay trái một ngón tay hướng tới trên cái hộp kiếm điểm một cái, nhất thời chín đạo hàn quang phi bắn ra, phía trước xếp một loạt, hiện ra hình quạt xa nhau, phi chém mà lên. Vèo vèo vèo. Chín thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm thoáng cái đã đâm rách hắc võng, hướng phía trên người nhuận Vũ chém tới con ngươi của nhuận vũ trợn trừng thật lớn vội vàng một hồi xoay người hai cái thủ chảo bay thẳng đến cửu kiếm chụp tới bang 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 hắn hắc chảo kiên cường không gì sánh được ngạnh kháng thiết kiếm từng chiêu đem cửu kiếm đều đánh văng ra kích ra từng đạo hỏa hoa tới đồng thời trên người tuôn ra hắc long chi lực như là hỏa sơn phun trào ngưng tụ thành một đoàn mây đen bay ra muốn đem cửu kiếm trực tiếp trấn áp xuống đến trong miệng của lý vân tiêu khẽ quát một tiếng ấn quyết trong tay lăng không biến đổi. Cửu thiên lãm nguyệt. Bắc thiên hàn tinh kiếm trên không trung vẽ ra mấy đạo hàn mang, tranh nhiên một chút tách ra, trên bầu trời kết xuất một phương kiếm đổ, rộng cỡ 10 trượng, đồng loạt chém xuống tới. Vèo vèo vèo. Mỗi một thanh hàn kiếm đều trực tiếp cắm vào trong mây đen, thân kiếm bốn phía hiện ra ngân sắc vòng xoáy thật nhỏ, đem long khí đánh sơ xác. Cửu kiếm dựa theo quy tắc nhất định gạt ra, treo ở bốn phía nhuận vũ, trận đầu cũng lăng không đè xuống, thoáng cái đã đem nhuận vũ nhốt vào bên trong. Đồng thời vô biên kiếm khí lan tràn ra, ở phía trên hội tụ ra một kiếm phù màu vàng, xoay tròn chém xuống. Trong lòng của nhuận vũ hoảng hốt, trên 9 món kiếm khí này phát ra khí uẩn chi lực, đều đang là cửu giai tồn tại. Hơn nữa kiếm đồ chi uy này, đem long lực của hắn hoàn toàn ngăn chặn, toàn thân đều không thể nhúc nhích, Trơ mắt nhìn kiếm phù kia hạ xuống. Nhị ca, nhuận vũ kinh hãi hét lớn một tiếng, trên mặt từng cái gân xanh bạo khởi, giọt mồ hôi lạnh chảy dòng xuống tới. Con ngươi của nhuận tông chợt co rút lại, rốt cục ngồi không yên, cả người thân ảnh lóe lên, đã lấn người mà đến. Lý Vân Tiêu sớm có đề phòng, cười lạnh một tiếng, nơi mi tâm hàn quang lóe lên, hồ lô tiểu kim cương liền xông ra ngoài, gào thét lớn một kích kim cương quyền đánh ra. Trên quyền tiêm một đóa băng sát tâm diễm hơi nhỏ chớp động liên tục, mang theo khí tức kinh khủng cực kỳ, theo quyền phong oanh đến. Nhuận tông bỗng nhiên hút một ngụm lãnh khí, hắn tuy rằng không nhận biết hoa này nhưng lại có thể nhận thấy được nguy hiểm trong đó mạnh mẽ tay phải bấm tay niệm thần chú hóa thành một trường long trưởng bốn phía bay ra phấn sắc tinh trần tựa như ảo mộng đùng đùng chuyện việt nam trong phấn sắc tinh trần phát sinh thanh âm cực độ hơi nhỏ dĩ nhiên rậm rạp chẳng chịt ngưng kết ở tất cả thoáng cái đem long trưởng bao vây lại hình thành hồng nhạt thông thấu kết giới con ngươi của lý vân tiêu co rụt lại tuôn ra một loại cảm giác không rõ không ổn nhưng một quyền của hồ lô tiểu kim cương đã oanh tới quyền phong cuốn băng sát tâm diễm đánh vào trên phấn sắc tinh trần phát sinh tiếng thủy tinh nghiền nát bang 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 phấn sắc tinh trần ở một quyền của hồ lô tiểu kim cương trực tiếp đều nổ lên một đoàn hồng nhạt mây trôi phun bắn đi ra một chút tản ra trong lòng lý vân tiêu kinh hoàng một chút kinh hô không tốt hắn thuấn di một cái đi tới nơi mi tâm một cổ thần lực mênh mông tinh tản ra hướng tới bụng của hồ lô tiểu kim cương bắn xuyên qua muốn nó trực tiếp thuấn di đi. Nhưng đã quá muộn, phấn sắc tinh trần nổ lên đoàn mây trôi một chút đã đem hồ lô tiểu kim cương cuốn lấy, trực tiếp đã tiêu thất ở tại chỗ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, vạn phần chấn giận lên. Đoàn phấn sắc vân khí kia cùng với trên biển rộng phấn sắc tinh trần công năng không gì khác biệt, có thể đem người trực tiếp mạng không mục đích truyền tống, hồ lô tiểu kim cương hiển nhiên đã bị đưa đi. Bang 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 bang. Bởi vì Lý Vân Tiêu thoáng chút tâm thần thất thủ, cách đó không xa cửu kiếm kiếm đồ mất đi khống chế của hắn trong nháy mắt bị nhuận vũ nắm lấy cơ hội mạnh mẽ hóa long phá vỡ giống một con hắc long trực tiếp từ trong kiếm đồ lao ra lăng không bao quát xuống tới trong mắt tựa hồ hàm chứa một tia châm biếm bay thẳng rơi vào phía sau nhuận tông lúc này mới hóa ra hình người chín thanh bắc thiên hàn tinh kiếm đều bị đánh bay rất xa cắm nghiêng ở cả vùng đất thân kiếm không ngừng rung động lý vân tiêu đã bất chấp chỗ này sắc mặt trở nên dị thường khó xem nhìn chằm chằm nhuận tông lạnh giọng nói. Khôi lỗi của ta đâu? Nhuận tông mặt không đổi sắc, lặng lẽ nói. Ngươi đã lý giải phấn sắc tinh trần, nên minh bạch công năng của nó, truyền tống là mang tính ngẫu nhiên không mục đích gì, ta làm sao có thể biết nó đi đâu. Loại tình huống này Lý Vân Tiêu cũng biết, nhưng chỉ là ôm một chút hy vọng chất vấn xuống. Hồ lô tiểu kim cương là bán thú bán khí, cũng là vật hán luyện hóa, chỉ cần ở phụ cận tất nhiên có thể cảm ứng được nhưng bây giờ trong lòng lại không hề cảm ứng, hiển nhiên đã bị truyền tống đến không biết nơi nào. Gương mặt của Lý Vân Tiêu âm muốn nhỏ ra nước đây, trong tròng mắt lóe ra sát khí bé nhọn, lạnh giọng nói. Đã như vậy, hai người các ngươi sẽ vĩnh viễn lưu lại ở trên hòn đảo này đi. Hắn cực kỳ giận dữ, xa xa chín thanh bắc thiên hàn tinh kiếm nhất thời đã bị cảm ứng, đều bay đi, trên không trung thành hàng tàn ra, phi chém xuống. Trong tay bên trong thiên quang kiếm hạp lần thứ hai bay ra mấy đạo kiếm quang, đồng dạng là từng cái gạt ra, trước sau kích chiếu xuống tới. Sắc mặt của Nhuận Vũ đại biến, hắn mới vừa rồi bị vây ở trong cửu kiếm, tự nhiên minh bạch kiếm trận này lợi hại. Huống hồ hiện tại thoáng cái đã bay ra hơn 20 thanh, càng làm cho hắn tâm kinh đảm hàn. Nhưng vừa nhìn tự huynh trưởng mình ở bên cạnh, nhất thời bình tĩnh xuống tới, cười lạnh nói. Nếu biết nhị ca ta nắm trong tay phấn sắc tinh trần, cũng đã đứng ở bất bại chi địa, bất luận vạn vật gì đều có thể trực tiếp truyền tống rời đi, ngươi dựa vào cái gì lưu lại chúng ta? Gương mặt Lý Vân Tiêu âm trầm, quát dẹp đường. Chê cười cho rằng nắm trong tay một chút không gian khả năng sẽ thiên hạ vô địch sao. Huống hồ phấn sắc tinh trần cũng chỉ là đạo cụ của hắn mà thôi, nói thế nào nắm trong tay. Hai tay của Lý Vân Tiêu nhanh chóng bấm tay niệm thần chú đứng lên, 24 thanh bắc thiên hàn tinh kiếm trên không trung bày trận. Thoáng cái phụt ra vạn đạo ngân sắc kiếm khí, trên không trung rậm rạp đan vào một chỗ, cấu thành lưới kiếm kinh khủng hạ xuống lấy đi hồ lô tiểu kim cương hắn đối với hai người đã nổi lên tâm tư phải giết kỳ thực nhuận tông cũng là oan uổng nếu không có băng sát tâm diễm kinh khủng như vậy hắn cũng sẽ không thoáng cái đã đem lá bài tẩy của mình bày ra nói trắng ra là hắn cũng không muốn lưới kiếm gai mắt đan vào ngân quang nơi đi qua không gian trực tiếp bị chia cắt thành mảnh nhỏ vạn vật không còn hai gã vương tử đều là sắc mặt đại biến một cổ khí tức tử vong cực độ kinh khủng xông lên đầu nhuận tông nắm long đầu cốt trong suốt lớn tiếng quát dẹp đường phấn sắc kết giới trong hốc mắt của long đầu cốt nhất thời phun bắn ra đại lượng phấn sắc tinh trần hóa ra một đạo vòng xoáy ở quanh thân tản ra chỉ là xoay tròn một cái vô số tinh trần thật giống như trong nháy mắt bị đóng băng lại ngưng tụ thành phấn sắc tinh bích thông thấu vèo 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 vô số rậm rạp chẳng chịt võng kiếm hạ xuống trong nháy mắt đem tinh bích bao bọc vào trong đó từng đạo kinh khủng kiếm khí bắn vào bên trong tinh bích dĩ nhiên không thấy hình bóng. Tỉ mỉ nhìn lại, ở tầng ngoài phấn sắc tinh bích có một đạo ánh sáng mông lung thật mỏng, toàn bộ kiếm khí bắn vào bên trong đều trực tiếp truyền tống rớt, không thể tổn thương tinh bích mảy may. Ha ha ha, bản vương mới vừa nói cái gì tới. Nhuận vũ cười như điên, trên mặt một mảnh dữ tợn. Vừa rồi thiếu chút nữa chết ở trong tay Lý Vân Tiêu, bây giờ nhìn hắn không thể tránh được, nội tâm miễn bản có bao nhiêu thống khoái. Vù, đột nhiên một đạo ngân sắc kiếm quang dĩ nhiên xuyên thấu không gian trực tiếp bắn tiến đến suy nhuận vũ sơ xuất một chút kiếm mang kia sát qua gương mặt của hắn bắn đến lưu lại một đạo vết máu nhợt nhạt bắc hải hai người đều là tâm thần đại chấn lộ ra thần sắc cực độ hoảng sợ và không thể tin nổi phiến tinh trần này biến thành không gian kết giới cường đại bao nhiêu bọn họ hết sức rõ ràng trừ phi có chính mình phá giới chi lực bằng không căn bản khó có thể giải khai ngoài ý muốn ngoài ý muốn đây tuyệt đối là ngoài ý muốn. Trong mắt của nhuận vũ lóe lên cực độ kinh khủng, có chút bồi rối nói. Phân sắc tinh bích đem toàn bộ kiếm khí tùy ý truyền tống, có một hai đạo truyền đưa vào cũng lại không quá bình thường. Nhuận tông còn lại là vẻ mặt âm trầm, mí mắt không ngừng mà nhảy lên, tuy rằng lời giải thích này hợp tình hợp lý, nhưng hắn luôn cảm thấy trong lòng căng thẳng hoàng hốt. Vù, vù, hắn vừa mới nói xong, lại có lưỡng đạo bắn tiến đến, đem bên trong tinh bích không gian trực tiếp cắt ra một cái khe màu đen. Ừ, ực ực. Nhuận vũ chật vật nuốt xuống một chút, vừa định lại nói ngoài ý muốn, lại là ba đạo kiếm quang vù 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 chiếu vào, dán thân thể hắn mà qua. Nhuận tông đồng dạng là trong mắt kinh hãi dị thường, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng uy lực một chiêu này của bản thân. Như vậy liên tiếp hai ba lần có kiếm khí phá bích mà vào, đã không phải là xác suất có thể giải thích rồi. Giải thích duy nhất đó là, đối phương kiếm trận này có khả năng phá giới, sở dĩ chỉ có mấy đạo bắn vào, đó là bởi vì kiếm trận này uy lực vẫn không có thể phát huy được, bằng không sớm đã thành công đem phấn sắc kết giới của hắn triệt để đánh đổ. Nhuận vũ cũng hoàn toàn ngậm miệng, trên mặt ngoại trừ vẻ sợ hãi ra, chính là một mảnh tái nhợt. Tuy rằng linh tinh vài điểm mấy đạo kiếm khí này đối với bọn họ không chút nào ảnh hưởng, nhưng thực lực của Lý Vân Tiêu cũng sâu đậm rung động bọn họ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ và hoài nghi tới thần mục thế gia được xưng là nhân tộc nhị lưu thế lực vừa mới lộ ra liên thủ chi trận hoàn mỹ không sức mẻ nếu không có nhuận tông âm thầm xuất thủ sợ rằng hiện tại cũng vẫn chưa thể phá giải mà lúc này tùy tiện xuất hiện một thiếu niên không hiểu càng xuất thủ đã đưa bọn họ hoàn toàn áp chế lẽ nào nhân tộc thực lực đã kinh khủng đến loại trình độ này trực tiếp quang hải tộc bọn họ mấy con phố nhuận tông mạnh mẽ đem loại tâm tình tiêu cực này bài trừ đi trong lòng liên tục thẩm nghĩ tuyệt không khả năng năm xưa hải hoàng đại nhân thống lĩnh tứ hải đại quân ép lên thánh vực đối phương ngay cả cái rắm cũng không dám phóng nếu nhân tộc thật có bực cường hãn này hải tộc ta đâu còn có thể an cư tứ hải trong này nhất định có chỗ nào không đúng suy nghĩ cẩn thận điểm ấy sau đó nhuận tông nhất thời trầm trụ khí tuy rằng thỉnh thoảng có kiếm quang phá bích mà vào nhưng căn bản không làm nên chuyện gì lý vân tiêu cũng là nhìn thấu điểm ấy sắc mặt trầm xuống lạnh giọng nói thật sự đã cho ta không phá hết tinh bích này sao? Trong tay hắn cái hộp kiếm vừa chuyển, mặt trên ngân quang lưu động, nhất thời khắp bầu trời kiếm khí thoáng cái tản ra, 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đều bay trở về. Sau đó cái hộp kiếm ở trong tay lần thứ hai vừa chuyển, đã biến mất. Hai tay của Lý Vân Tiêu bấm tay niệm thần chú, trong mắt song đồng thoáng chút đã hóa thành huyết nguyệt, hiện ra quỷ dị ấn ký. Đồng quang chợt ngóng nhìn xuống tới, chỗ nhìn thấy tất cả quy vô trong lòng của nhuận tông bỗng nhiên run lên một loại cảm giác cực kỳ không ổn xông lên đầu mặc dù nói không rõ vì sao hơn nữa hắn cũng tuyệt không tin đối phương có năng lực phá vỡ phấn sắc tinh bích nhưng cái loại cảm giác này chính là muốn đại họa lâm đầu rồi đột nhiên một đạo thanh âm bén nhọn truyền đến chấn quát dẹp đường người phương nào dám giết người của tông phái ta đáng chết đạo tiếng quát trói tai kia như là kiếm quang ở trên trường thiên chấn động mà đến thoáng qua liền tới trong lòng Lý Vân Tiêu bỗng nhiên chấn động, lộ ra vẻ giật mình. Con ngươi của hắn chợt co rút lại co rụt lại, bất quá là trong sát na do dự, sau đó liền thu lại nguyệt đồng, lạnh như băng nhìn hai vị Bắc Hải vương tử một cái, thân ảnh trực tiếp tiêu thất ở trên trời. Nhuận Tông và Nhuận Vũ nhất thời cảm thấy buông lòng, cái loại cảm giác sợ hãi đại họa lâm đầu thoáng cái tiêu tán vô hình, hai người đều là sắc mặt trắng bệch, lộ ra vẻ nghĩ mà sợ. Lúc này trên bầu trời một trận hoảng động, đạo tiếng quát chói tai kia chủ nhân trực tiếp xuất hiện ở trên trời cao quần áo áo bảo cho thân sắc nghiêm nghị hai tròng mắt như kiếm quang chớp động hung hăng nhìn gần xuống tới lộ ra hơi lạnh thấu xương hai gã vương tử ở dưới đạo mâu quang này đều là cả người run lên hình như từ trong ra ngoài toàn bộ đều bị đối phương xem thấu hai người đều là xanh cả mặt tâm tình thoáng cái rơi dụng xuống thung lũng thậm chí ngay cả khiếp sợ và kinh hãi đều quên mất thế nào tùy tùy tiện tiện ra tới một vài người đều là tồn tại làm bọn hắn ngưỡng vọng. Ánh mắt của người nọ ở chung quanh nhìn quét một chút, khẽ cao mày, lúc này mới lạnh giọng nói. Trước đó 9 người, là các ngươi giết. Hai người đều là lặng lẽ không nói, thành thật trả lời nói, phòng trừng sau một khắc chính là đại sát chiêu xuống, còn không bằng quyết đoán ngậm miệng giả ngu. Hừng, các ngươi đã không muốn trả lời, vậy cũng không còn giá trị mạng sống nữa, đi tìm chết đi. Trên mặt người kia hiện lên một đạo sát khí, lăng không một ngón tay, nhất thời một thanh vô hình kiếm ở trên trời cao bay ra, trong nháy mắt chém xuống tới. Hai người cũng là cực kỳ kinh hãi, trong tròng mắt của nhuận tông tuôn ra vẻ giận dữ. Vương giả kiêu ngạo để hắn cảm thấy dị thường xấu hổ và giận dữ, bỗng nhiên nắm chặt long đầu cốt, phấn sắc kết giới lần thứ hai ngưng tụ ra tới. Phanh, vô hình kiếm kia trực tiếp chém ở trên phấn sắc tinh bích, chấn khởi một đạo bạch sắc kiếm quang. Thân kiếm cũng không có bị truyền tống đi, nhưng trực tiếp bị cản lại. Đi trên bầu trời người nọ lộ ra vẻ kinh ngạc vùng xung quanh lông mày khe khẽ nhíu một chút tựa hồ nghĩ có chút không thể tin nổi đây là vật gì vậy có thể tiếp được một kiếm này của ta nhuận tông nội tâm một trận buồn khổ lời kia tựa hồ như là châm chọc vậy kích thích tôn nghiêm của hắn luôn luôn là đạm mạc chấn định hắn cũng cuồng nộ lên quát đừng vội coi khinh người cánh tay của hắn đang nắm long đầu cốt buông ra nhẹ nhàng vỗ xuống long đầu cốt kia nhất thời vòng quanh bên người lượn vòng đứng lên sau đó bắt ra một đạo quyết ấn, lần thứ hai hướng phía hư không tìm tòi, lại là một long đầu cốt di động hiện ở trong tay hắn. Sau đó liên tiếp lộ ra mọi nơi, nhất thời bốn cái long đầu cốt hầu như trong suốt, trên không trung cô lỗ lỗ xoay tròn. Chỉ bất quá trong từng cái long đầu cốt khiêu động quang mang hoàn toàn khác nhau, bao vây quanh thân nhuận tông lượn vòng. Ánh mắt của nhuận vũ lộ ra vẻ kinh hãi, tựa hồ cực kỳ sợ hãi một chiêu này, dưới chân không khỏi lùi lại mấy bước, đồng thời hóa thành hình thái bán long, cảnh giác phòng ngự đứng lên. Ừ, quả nhiên có điểm môn đạo, khó trách chính phản cửu cung biên đảo trận của bọn hắn đều ngăn cản không được các ngươi. Có cái ngoan chiêu gì cứ thi triển ra đi, để bản tọa nhìn một cái các ngươi hai con run đất này đến cùng có năng lực gì. Người nọ khinh miệt cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nhưng con ngươi lại nhìn chằm chằm bốn cái long đầu cốt, lóe ra tinh mang. Trong lòng của nhuận tông chấn động, lập tức minh bạch người này đã nhìn thấu thân phận của bọn họ, lập tức cũng không có gì lại băn khoăn nữa, điên cuồng thúc dục trong tay bốn cái long đầu cốt. Ngoại trừ trước đó phun ra lam sắc và phấn sắc ánh sáng nói, còn có ngân sắc và lục sắc hai loại, bốn cái xương sọ đều đang kịch liệt run rẩy, tựa hồ thoáng cái không chế bốn cái, để nhuận tông dị thường cật lực, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Ha ha, phong viễn tiên sinh muốn xem hải tộc tuyệt kỹ của ta mà nói, không bằng để bản tọa tới biểu thị một chút. Một tiếng cuồng tiếu vang lên, toàn bộ bầu trời lập tức nổ vang đứng lên, như là mưa gió chợt tới, sắc trời lập tức biến chuyển. Sau đó một đạo sấm chớp rền vang, lôi điện nảy ra, một hỏa cầu lớn màu đỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên trời cao, giống như là lưu tinh rơi xuống. Hỏa cầu như là ở trên biển rộng thượng vậy, theo gió vượt sóng, khắp bầu trời lôi điện lóe ra, có vẻ càng cường đại hơn. Một cổ lực lượng kinh khủng từ trong hỏa cầu tuôn ra, trực tiếp đem phong viễn tiên sinh tập trung, tựa hồ muốn khuyên lực một kích. Sắc mặt của phong viễn tiên sinh trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi là ngươi trong giọng nói lộ ra cực độ khiếp sợ và hoài nghi. Ha ha, xem ra tiên sinh còn chưa quên mất cố nhân a. À. Hỏa cầu lớn trên không trung cuốn vài cái gần đập vào đại địa thoáng chút đem thế rơi ngừng lại, chợt hiển hóa ra một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi rơi vào địa. Trong hai tròng mắt của người này đồng thời xuất hiện lôi hỏa nhị sắc, một cái sấm chớp rền vang, một cái xí hỏa nhảy lên, phảng phất như hai thế giới giống nhau, trên mặt mang vẻ lạnh lùng yêu dị phi thường hai người nhuận tông và nhuận vũ đồng thời lộ ra vẻ đại hỉ người này nếu xuất hiện tất nhiên sẽ cứu bọn họ gương mặt của phong viễn tiên sinh kịch liệt co quắp một chút âm trầm không gì sánh được cắn răng nghiến lợi nói lôi hổ hỏa báo ha ha lôi hổ hỏa báo cười như điên nói đã nhiều năm như vậy nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ bản tọa chật chật bản tọa thật có mị lực lớn như vậy sao phong viễn tiên sinh lăng không một điểm đạo kiếm hình chém ở trên phấn sắc tinh bích nhất thời biến mất phất tay áo lạnh lùng nói. Ngươi không phải là người của Đông Hải sao? Tới hải mộc trấn này vì sao? Lôi hổ hỏa báo cười lạnh nói. Trần Phong Viễn, nhân tộc các ngươi là thích khua môi múa mép như thế sao? Bản tọa chủ tu lôi hỏa song hệ, ở đây đã có tuyệt thế ất mộc xuất thế, tự nhiên là tới đoạt bảo, chẳng lẽ là tới du lịch phải không? Trần Phong Viễn lạnh giọng nói. Ngươi tới du ngoạn cũng tốt, đồng nghiệp cũng tốt, ta mặc kệ. Nhưng nếu là đánh chú ý lên tuyệt thế ất mộc, vậy cút cho ta đàn. Trên người hắn tuôn ra thấy lạnh cả người, còn có vô biên kiếm ý, ở quanh thân tàn ra, ngay cả không khí ở dưới kiếm ý vô biên này, đều hóa thành dạng tơ lan tràn ra. Lôi hổ hỏa báo lạnh lùng cười, nói, năm xưa ngươi đã không phải đối thủ của ta, hiện tại lại không biết là đối thủ của ta, ngươi thực sự quyết định muốn bị ta đau nhức đánh một trận. Trần Phong viễn biến sắc, trong tròng mắt phun ra lửa giận tới, lớn tiếng quát dẹp đường. Hải Mộc trấn Lôi Lâm này chính là đao kiếm tông ta quản hạt, ngươi chẳng lẽ muốn cùng với đao kiếm tông ta là địch? nhuận Tông và nhuận Vũ đều là cả người chấn động, lộ ra vẻ kinh hãi và ngạc nhiên. Thảo nào tùy tiện đi ra vài người đều là tu vi kinh khủng như vậy, nguyên lai like nơi đây chủ nhân chân chính cũng không phải nhị lưu thế lực thần mục thế gia gì đó, mà là một trong bảy đại siêu cấp thế lực đao kiếm tông. Lôi Hổ Hỏa Báo nhướng mày, hai tay khoanh ở trước người, cất cao giọng nói. Lôi Lâm là của các ngươi ta mặc kệ nhưng vật tuyệt thế từ trước đến nay đều là vật vô chủ, có người năng lực sẽ có. Hùng, hay cho một câu người có năng lực sẽ có. Trần Phong Viễn cười lạnh nói. Ngươi nếu không mau cút đi, ta lập tức đưa tin quay về tông môn, tự có cường giả ở trên ta lập tức chạy đến, đến lúc đó ngươi chính là còn muốn chạy cũng đi không xong rồi. Lôi hổ hỏa báo biến sắc, lạnh giọng nói. Hùng đã như vậy, bản tọa hiện tại liền trước hết giết ngươi, sau đó sẽ đi vào lôi lâm, lấy đi ất mộc trở về Đông Hải, Ta xem các ngươi ai có thể đuổi được ta." Hắn rậm chân một cái, nhất thời một đạo lôi quang ở dưới chân lan tràn ra, cả vùng đất ầm ầm một tiếng, đã là liệt địa thiên lý, toàn bộ nước biển trưng khô, mặt đất vỡ thành thất linh bát lạc. Trần Phong viễn sắc mặt đại biến, quát lên. "Giỏi cho một tên ngoan cố, ta lại muốn biết một chút về những năm gần đây ngươi rốt cuộc tiến bộ bao lớn, nơi đây tới gần Lôi Lâm Thông đạo, muốn chiến liền đi theo ta." Thân sắc hắn nghiêm nghị, một chút đã hóa thành một đạo kiếm quang hướng về phía bắc hải kích bắn đi trong mắt của lôi hổ hòa báo cũng lộ ra hàn quang tới nhìn nhuận tông nhuận vũ một cái nói lấy thực lực của các ngươi lưu lại nơi này quá mức nguy hiểm theo ta cùng đi chứ sau đó không cho hai người lo lắng trực tiếp vung tay lên nhất thời một đạo lôi quang từ trên người nỡ rộ ra trực tiếp đem hai người bao lấy nhuận tông nội tâm khổ sáp không ngớt hắn biết lôi hổ hỏa báo đâu phải là lo lắng bọn họ quá nguy hiểm cái gì mà là nơi đây chính là lôi lâm thông đạo sợ bọn họ một mình đi vào vùng trộm tuyệt thế ất mộc, lúc này mới không yên lòng. Nhưng lấy thực lực của bọn họ, nào có bọn họ lựa chọn quyền lợi, Nhuận Tông lập tức khôi phục đạm mạc, nói. Đa tạ lôi hỏa đại nhân. Nhuận Vũ tuy rằng cũng không vui, nhưng vẫn là ngậm miệng không nói gì. Ừ, lôi hổ ứng một tiếng, ba người nhất thời hóa thành một lôi cầu to lớn, bay lên trời, bí mật mang theo chứ vô số lóe lên điện mang, đuổi theo Trần Phong Viễn đã đi. Một lát sau, nơi này ngoại trừ trước mắt thương di ra, đã không có một bóng người, trở nên im ắng đứng lên. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời hơi hoảng động một cái, nơi nào đó nhộn nhạo ra một đạo vằn nước. Ở trung tâm vằn nước, thân ảnh của Lý Vân Tiêu chậm rãi nổi lên, sắc mặt âm trầm bất định. Nguyên lai like nơi này trưởng khống giả là đao kiếm tông, khó trách. Sắc mặt hắn hơi vừa chuyển, lẩm bẩm. Nghĩ không ra lôi hổ hỏa báo cũng tới, ta đem đông hải nháo thành như vậy, không biết hắn có thể thấy ta liền giết hay không. Thối, mặc kệ nó, bản thiếu cũng không phải ai cũng chọc nổi hắn nếu thật dám trêu ta, bản thiếu không ngại lại về một lần Đông Hải, đem tổ chim của hắn cũng lật tung. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ lạnh lùng, lắc mình một cái sau đó đã rơi trên mặt đất, hướng phía huyền lơ lửng trên không trung, bị nhuận tông tìm ra phong ấn trận pháp nhìn lại. Trận pháp kia phong ấn bị nhuận tông mở lúc, tự lẳng lặng hiện lên trên không trung, tản mát ra thanh quang, vẫn không nhúc nhích toàn bộ trận nhì không đến giống như là một đồng tiền to lớn trung gian mở ra một cái lỗ hổng tứ phương từng đạo sóng gợn lấy lỗ hổng làm trung tâm hướng ra tứ phương tản ra còn có vô số ký hiệu ở trong sóng gợn không ngừng thoáng hiện nơi mi tâm của lý vân tiêu lóe lên đem phó cẩm sơn cho đòi đi ra nói trận này ngươi có thể nhận ra được không phó cẩm sơn hướng phía trận pháp kia nghiêm túc nhìn qua ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nói hình như là đô thiên tỏa nguyên đại trận Lý Vân Tiêu nói. Có thể có cách phá. Phó Cẩm Sơn trầm mặc một chút, nói. Ta có thể thử xem, nhưng chưa chắc có thể thành công, hơn nữa cần thời gian nhất định. Ngoại trừ điều đó cũng chỉ có thể mạnh mẽ phá bỏ. Lý Vân Tiêu trầm tư lát, nói. Hiểu, hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Trần Phong Viễn nếu có thể bị hấp dẫn đến đây, như vậy nhất định còn có thể có những cường giả khác đến. Hơn nữa Trần Phong Viễn và lôi hổ hòa báo quyết đấu cũng chẳng biết lúc nào kết thúc, căn bản không có thời gian để phó cẩm sơn thử hắn vung tay lên nơi mi tâm bạch quang lóe lên giới thần bi liền bay ra tản mát ra biển lực mạnh mẽ nhắm phía trung tâm trận pháp ném tới ầm ầm giới thần bi thoáng chút hóa thành thật lớn hung hăng đánh vào trên mắt trận tứ phương thiên địa kịch liệt rung động phanh đột nhiên mắt trận phun ra một đạo lôi điện đánh vào trên giới thần bi vô số điện mang thoát ra rậm rạp trực tiếp đem toàn bộ thân bia bao phủ đồng thời hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi sắc mặt của lý vân tiêu biến đổi thân thể chợt hóa lôi vô số điện mang trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn bắn về phía sau phó cẩm sơn cũng là sắc mặt đại biến vội vàng vận chuyển nguyên lực ở trước người ngưng ra một mặt quang thuẫn lôi điện không ngừng đánh vào trên lá chắn chấn đến hắn liên tiếp lui về phía sau thân sắc trên mặt càng ngày càng kinh khủng toàn bộ trong thiên địa thoáng cái hóa thành lôi hải điện ngục màu xanh cuồn cuộn không ngừng lôi điện chi lực xuyên thấu qua giới thần bi kích phát xuyên thấu đi ra ngay cả giới thần bi ở dưới cổ lực lượng này cũng bị chấn áp xuống đến, mặt ngoài trở nên một mảnh ảm đạm không ánh sáng. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ giật mình và ngưng trọng, trận pháp này mắt trận dĩ nhiên là cả tòa lôi lâm. Trừ phi hắn có thể nhất cử đem toàn bộ lôi lâm phá vỡ, bằng không trận pháp này uy năng là cuồn cuộn không ngừng, vĩnh không khô kiệt. Gương mặt của Phó Cẩm Sơn ở dưới vô số lôi điện lấp lánh, chiếu một mảnh háng rộng. Người bay trận này đúng là kẻ điên, không cũng là thiên tài lôi lâm trực tiếp thành một bộ phận của trận pháp nguyên bản mắt trận yếu kém nhất thiếu đốt thoáng cái đã trở nên cực mạnh lý vân tiêu tự lẩm bẩm thảo nào một mảnh thiên tài địa bảo lớn như vậy lại chưa từng nghe nói qua có người cướp đoạt trộm cắp hắn ngoắc tay dưới thần bi nhất thời từ trận nhãn bay trở về bị nắm trong tay ở dưới vạn lôi cọ rửa trên thân bia đã một mảnh ảm đạm không ánh sáng nếu là đổi thành cái cửu giai huyền khí khác nói sợ là đã hư hại theo giới thần bi bay trở về chỗ trận nhãn kia lôi quang chợt giảm đi cho đến chậm rãi tiêu thất toàn bộ trận pháp khôi phục bình tĩnh như trước không có chút nào dị thường sắc mặt của phó cẩm sơn tái xanh nói vân thiếu trận này đã là tuyệt trận bạo lực phá vỡ là không thể nào không bằng để ta thử một lần thôi đi lý vân tiêu khoát tay nói có thể bày trận thế bực này ở trên thủ pháp đó cũng sẽ không lưu lại sơ hở gì có khả năng phá vỡ cực kỳ bé nhỏ Hắn vung tay lên liền đem Phó Cẩm Sơn đưa trở lại, tự lẩm bẩm: "Ta hiện tại vạn phần hiếu kỳ, mộ dung thế gia chính là buôn lậu con đường là thế nào tới?" Trên bầu trời, vài đạo quang mang cường đại bay nhanh mà đến, thoáng qua liền hạ xuống. Bên trong quang mang hiển hóa ra hơn 10 người, tất cả đều là cường giả của thần mục thế gia, không chỉ có Mộc Hữu Vân ở bên trong, ngay cả Mộc Hữu Phong cũng cùng ở trong đó. Mộc Hữu Vân thoáng cái liền thấy hiển hóa đi ra ngoài pháp trận, sắc mặt nhất thời trở nên tím xanh mộc hữu phong vội hỏi đại ca vừa lúc chúng ta hạ xuống tựa hồ có một đạo thanh quang chớp động đã biến mất không thấy nhất định có người đến qua mộc hữu vân sắc mặt âm trầm không gì sánh được phẫn nộ quát hộ vệ toàn bộ chết hết ngay cả đao kiếm tông phái tới chín vị hộ trận cường giả đều không thấy bóng dáng nơi đây một mảnh hỗn độn đô thiên tỏa nguyên đại trận trực tiếp hiển hóa đi ra ngươi cùng ta nói nhất định có người đến qua điều này cần ngươi nói sao ngu như heo Mộc Hữu Phong đỏ mặt lên, cấp vội vàng cúi đầu, không dám nói tiếp. Mộc Hữu Vân nhìn bốn bề vài lần, thần thức nhận biết không được bất luận cái gì tồn tại, nặng nề hừ một tiếng, hai tay ở trước người kết xuất một đạo ấn quyết, lâm khoảng không vỗ ra. Ấn quyết bay vào bên trong đô thiên tỏa nguyên đại trận, toàn bộ trận pháp nảy ra đại lượng hồ quang, sau đó từ từ tiêu thất ở trước mắt mọi người. Một gã cường giả khác, thần mộc thế gia tam đương ra mộc hữu lãng, thần sắc ngưng trọng nói. Đại ca, nơi đây bị thương thành bộ dáng như vậy, người tới tuyệt không đơn giản, không bằng đem toàn bộ cường thủ trong gia tộc đều phái tới nơi đây chấn thủ. Mộc Hữu Vân xanh mặt, trầm tư một trận, lắc đầu nói. Chín vị cường giả hộ trận thực lực tuy rằng không bằng ta ngươi, nhưng bày ra chính phản cửu cung điên đảo trận uy lực vô cùng, coi như là bọn ta liên thủ cũng không có thể phá vỡ. Lá chắn cường đại như vậy đều bị người đánh tan, cho dù thần mộc thế gia dốc hết toàn bộ, cũng đỡ không được người tới. Mộc hữu lãng sừng sốt một chút, nói. Vậy làm sao bây giờ? Hùng coi như không có việc gì phát sinh, chờ bước tiếp theo chỉ thị. Sắc mặt của Mộc Hữu Vân chậm rãi nới lỏng, nói. Cục diện bây giờ đã không phải là chúng ta có thể khống chế được, các thế lực lớn lẻn vào, ngay cả thương minh và thánh vực đều cắm vào tiến đến. Còn có người của hải tộc, đao kiếm tông cũng nên lộ diện, chúng ta chỉ cần nghe theo phân phó là được rồi. Trong mắt của Mộc Hữu Lãng lóe lên một đạo tinh mang, vui vẻ nói. Đại ca, Ta nghĩ việc này chưa chắc không phải một cơ hội, hay là chúng ta có thể mượn ngoại lực đến đối kháng đao kiếm tông, từ nay về sau thoát khỏi bọn họ ràng buộc cũng nói không chừng. Sắc mặt của Mộc Hữu Vân đại biến, phẫn nộ quát. Đầu heo đừng vội nói bậy. Mộc Hữu Lãng không hài lòng nói. Vì sao không thể nói? Lẽ nào trong lòng đại ca sẽ không có suy nghĩ gì sao? Mộc Hữu Phong cũng là sắc mặt tái xanh, cướp lời nói. Tam đệ, Ngươi thực sự là hồ đồ, tuy rằng hàng năm đại bộ phận lợi nhuận đều bị đao kiếm tông cầm, thế nhưng dưới đại thụ thật thừa lương, chúng ta nhiều ít cũng có thể uống được chút canh. Nếu là không có đao kiếm tông cây đại thụ này che chở, sợ là canh đều uống không được." Mộc Hữu Lãng không phục nói. "Nhưng hải mộc trấn này vốn chính là căn cơ sở tại của mộc gia chúng ta, đời đời kiếp kiếp đều là ta mộc gia toàn bộ, vì sao phải bị người đoạt chiếm?" Mộc Hữu Vân nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. "Ngươi nói những lời này nói rất hay, vì sao? Chính bởi vì người ta tùy tiện phái cá nhân tới, có thể diệt ngươi cả nhà này, thực lực bao lớn, có được bấy nhiêu tài nguyên, không có thực lực liền câm miệng cho ta. Trên mặt Mộc Hữu Lãng một mảnh âm trầm, trong tròng mắt đều tuôn ra lửa giận. Mộc Hữu Phong than thở. Chỉ hy vọng chuyện lần này không nên ảnh hưởng đến lợi ích lâu dài của chúng ta sau này thì tốt rồi, bằng không chúng ta nơi phát ra chủ yếu lợi ích liền chặt đứt. Dựa vào bên trong định thiên thành con đường sinh ý này, Sợ rằng khó mà lại duy trì vị trí trước ba nữa. Con ngươi của Mộc Hữu Vân hơi co lại, lo lắng nói: "Trong loạn dễ bại, trong loạn cũng dễ thắng, có lẽ sẽ là kỳ ngộ của thần Mộc thế gia chúng ta nắm trong tay Định Thiên Thành cũng nói không chừng." Tất cả mọi người đều biến sắc, lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Mộc Hữu Lãng nói: "Đại ca, nơi đây lẽ nào chúng ta đã không quản, để nó không hề phòng thủ khoảng không tại đây." Mộc Hữu Vân nói: "Đô Thiên Tỏa nguyên đại trận này đó là phòng ngự mạnh nhất đương kim thiên hạ người có thể phá được trận này lác đác không có mấy. Nếu thật có cường giả như vậy đến, chúng ta phái nhiều người hơn nữa cũng chỉ là bọ ngựa đấu xe, làm điều thừa. Đi thôi. Mộc Hữu Vân đạm nhiên một tiếng, thần mộc thế gia mọi người nhất thời hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Trên bầu trời đột nhiên hiện ra một đạo hồ quang, chậm rãi thay đổi lớn, hóa ra thân ảnh của Lý Vân Tiêu, đứng yên ở trên trời cao trầm tư một chút, cũng hóa thành một đạo quang mang rời đi. Ngày mai, chính ngọ, thần mục thế gia phủ đệ, nhiễm khai phương pháp, hội tứ phương hào kiệt. Trong phủ một mảnh không khí nghiêm nghị, ở trên đất chống phương viên mười mấy trượng, không ngừng quang mang lóe ra xuống. Người tới đều là hướng phía mộc gia ba huynh đệ chào hỏi, vô cùng nhiệt tình, một bộ dáng sinh tử chi giao. Bắt chuyện qua đi, liền một bên tự mình tìm một cái ghế ngồi xuống, sau đó liền sắc mặt băng lãnh, nhìn bốn phía đứng lên. Mộc gia ba huynh đệ cũng minh bạch, khách sáo chỉ là công phu mặt ngoài, tất cả mọi người là vì lợi ích thiết thân tới. Linh lôi quả được mùa thu hoạch lớn đang nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, không chỉ có là thế lực khắp nơi rót vào tiến đến, lấy lực lượng của thần mục thế gia căn bản bất lực. Hơn nữa hải tộc cũng hoành nhúng một tay, thế cục càng ngày càng phức tạp. Sở dĩ thần mục thế gia trực tiếp quảng phát cáo thiếp, triệu tập toàn bộ thế lực đến đây, đang hiệp định việc phân phối linh lôi quả, đồng thời cũng nhằm vào hải tộc, có ý liên thủ xua đuổi dị tộc. Lần này thịnh hội nếu là có vắng họp không có tới, Vậy thì cùng với việc phân phối linh lôi quả triệt để vô duyên. Do đó thế lực khắp nơi, tất cả lớn nhỏ, đều phái người đến đây. Còn có một chút vũ hoàng vũ tông thực lực đại biểu, cũng rất xa trốn ở góc phòng, mặc dù lên không được mặt bàn, nhưng là đại biểu cho một phương thế lực. Một đạo quang mang từ bầu trời hạ xuống, hiển hóa ra một gã thanh niên nam tử mi thanh mục tú, chính là mộ dung hoàng vũ. Ánh mắt của hắn ở đây bên trong đảo qua, tựa hồ không biết người nào, chỉ là cùng Mộc Hữu Vân hơi gật đầu một cái, tự mình ở bên cạnh tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Sự xuất hiện của hắn dẫn tới không ít người chú ý, đều nghị luận suy đoán. Mộc Hữu Phong hơi cúi người đến, ở bên tai một gã lão giả nói nhỏ, tựa hồ đang giải thích mộ dung hàng vũ lai lịch. Lão giả kia chính là Giang Tu chân sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi quan sát thêm mộ dung hàng vũ vài lần. Giang Tu chân vốn là muốn trực tiếp từ định thiên thành trở về, lại đột nhiên nhận được vạn bảo lâu tổng bộ mệnh lệnh yêu cầu tận khả năng tranh mua thêm linh lôi quả, lúc này mới đi vòng đang tới Hải Mộc Trấn. Mà Đào Hồng và Như Nhi vẫn như cũ cẩn thận hầu ở hai bên, trên mặt cười kiều mị. Chán ghét thì chán ghét, nhưng ở dưới lợi ích và quyền lợi, vẫn phải là cố gắng vui cười, cẩn thận hầu hạ lấy lòng. Đột nhiên một đạo quang mang hạ xuống, xuất hiện một nam một nữ, nam rộng rãi mặt nặng đi, uy phong lẫm lẫm, nữ thân khoác hồng y, nếu như mây tía hai người khí chất trên người thoáng cái hấp dẫn đông đảo chú ý nguyên bản tiếng động lớn gây nơi sân thoáng cái trở nên an tĩnh lại ánh mắt mọi người đều hội tụ qua đó mộc hữu vân cười tự thân nghênh đón nói nguyên lai là long gia kỳ quỷ và phi nghê hai vị thiếu chủ đến hàn xá khiến thần mục thế gia vẻ vang cho kẻ hề này mọi người đều lộ ra vẻ giật mình toàn bộ ngưng mắt nhìn sang rồi thiên lĩnh long gia thân là bảy đại siêu cấp thế lực hơn nữa còn là một thế lực kỳ lạ nhất trong bảy đại siêu cấp thế lực bởi vì hắn bên trong truyền thừa cũng không phải là phụ truyền tử, sư truyền đồ, mà là từng đời chân linh huyết mạch người chủ tụ tập nơi. Ở Long gia chia làm nội môn và ngoại môn, nếu nói nội môn không thể nghi ngờ là người tự mình thức tỉnh chân linh huyết mạch. Về phần ngoại môn, cũng không phải là người nào cũng đều có thể đi vào, phải là chân linh huyết mạch hậu đại, như vậy mới có thể ở bên trong ngoại môn có võ giả xuất hiện huyết mạch thức tỉnh. Cho dù ngươi là Long gia gia chủ, nếu hậu nhân của ngươi không có thức tỉnh huyết mạch cũng sẽ bị lập tức đưa ra ngoại môn. Hơn nữa người của Long Gia cực ít ở trên đại lục đi lại, do đó thế nhân đối với bọn họ hiểu được cũng không nhiều, có thể nói là ngoại trừ phệ hồn Tông Gia là một phái thần bí nhất. Kỳ quỷ cười nói, Hữu Vân Đại Nhân có lời mời, há lại dám không đến. Hắn vừa nói như vậy, xem như cho đủ thần mục thế gia mặt mũi. Trên mặt mục Hữu Vân cười nở hoa, tự mình đón chào, nắm tay của hai người đi vào trong, trong miệng không ngừng nói rằng tới tới, hai vị xin mời ngồi. Thần mục thế gia dựa vào tài nguyên linh lôi quả, đích xác kết giao không ít siêu cấp thế lực, Mộc Hữu Vân và Long gia hai vị thiếu chủ thân mật, khiến các thế lực khác đều đặc biệt đỏ mắt. Trên tràng nhất thời các loại thanh âm vang lên lần nữa, đều là một ít như là ngưỡng mộ đã lâu Long gia thiếu chủ uy danh, quả nhiên là nhân trung long phượng, câu lên một lượt tiền bộ gần như. Kỳ quỷ xoay chuyển ánh mắt, thoáng cái đã rơi vào trên người của Mộ Dung Hằng Vũ, lạnh lùng nói: cái tên miệng pháo kia còn chưa tới sao? Ta trước đó từng cho người mời hắn tiểu tụ một chút, ai biết người kia chính là một tên hèn nhát mười phần, tại chỗ đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, không dám đến đây." Mộ Dung Hằng Vũ cười lạnh nói. "Người khác không đi, không phải là bởi vì sợ ngươi, mà là khinh thường ngươi, thế nào ngươi ngay cả điểm ấy tự mình hiểu lấy cũng không có." Tất cả mọi người đều thoáng chút giật mình không nhỏ, lúc này mới bắt đầu một lần nữa quan sát Mộ Dung Hằng Vũ đứng lên có can đảm như vậy châm chọc long gia thiếu chủ toàn bộ thiên vũ đại lục cũng sẽ không có mấy người ngươi kỳ quỷ khí sắc mặt âm trầm cả giận nói được đợi tới khi việc linh lôi quả chấm dứt ta sẽ khiến hai người các ngươi trả giá thật lớn trên quả đấm của hắn điện quang chớp động hầu như đều sắp không khống chế được xuất thủ mộc hữu vân biến sắc hòa giải nói nhị vị chờ cùng ai đấu khí có bất kỳ ân oán cá nhân đều để sau lại nói hôm nay ở địa bàn của thần mục thế gia ta còn xin bất luận kẻ nào đều cho chút mặt mũi. Sắc mặt của mọi người lần thứ hai biến hóa, đều dùng ánh mắt cổ quái quan sát mộ dung hàng vũ. Mộc Hữu Vân coi như là cáo già nhất phương kiêu hùng, trong lúc xử lý dĩ nhiên không có thiên vị bất kỳ bên nào. Có thể thấy được người trẻ tuổi trước mắt này ở trong lòng của Mộc Hữu Vân, phân lượng cùng với thiên lĩnh long gia như nhau. Mọi người lập tức ở bên trong tâm đem địa vị của mộ dung hàng vũ nhắc tới một vị trí cực cao. Hừng, mộ dung hàng vũ chỉ là cười lạnh một tiếng, liền không nói nữa trong con ngươi của hắn hiện lên một vẻ buồn bực chính ngọ gần đến nhưng không thấy thân ảnh của lý vân tiêu chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện dù sao mấy ngày nay tới nay hải mộc trấn đích thật là cao thủ nhiều như mây hỗn loạn không ngớt đột nhiên trên bầu trời quang mang lần thứ hai chớp động vài bạch y nhân hiển hiện ra thoáng cái đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người mộc hữu vân cả người chấn động vội vàng tiến ra đón ôm quyền nói nguyên lai là đao kiếm tông cao nhân thất kính thất kính dầm trong đám người nhất thời nổ tung oa đều là thần sắc nghiêm nghị đứng lên nhìn đám bạch y nhân kia trong mắt lộ ra thần sắc cực độ hâm mộ long ra hai người và mộ dung hàng vũ cũng là ghé mắt mà nhìn trong mắt tinh quang chớp động liên tục người cầm đầu đao kiếm tông cũng là một gã nam tử trẻ tuổi nhẹ giọng cười nói tại hạ trần phong hữu vân đại nhân khách khí hắn một câu khách khí một lời hai ý nghĩa nhưng nghe ở bên trong tai người lại chỉ là đao kiếm tông khách sáo dĩ nhiên chủ động hướng thần mục thế gia lấy lòng, không khỏi đều kinh hãi. Đao kiếm tông tuy rằng cùng với thiên lĩnh long gia đặt song song, nhưng ở trong lòng toàn bộ võ giả địa vị lại muốn xa ở trên long gia. Bởi vì long gia chỗ xa xôi, đồng thời ít có người ở đại lục đi lại, do đó ở trong lòng mọi người phân lượng cũng không cao. Mà bắc vực một đại siêu cấp thế lực khác là thần tiêu cung cũng phong sơn nhiều năm, dần dần mất đi địa vị trí cao vô thượng ở trong lòng đám võ giả. Chỉ còn lại có Bắc Minh Thế Gia và Đao Kiếm Tông hai phái, tiếu ngạo toàn bộ bắc vực uy chấn thiên hạ người tới dĩ nhiên là đao kiếm tông tông chủ nhi tử hơn nữa cùng với thần mục thế gia quan hệ còn tốt như vậy mọi người ở giật mình đồng thời không khỏi một lần nữa đánh giá thần mục thế gia địa vị tới đặc biệt định thiên thành những thế lực kia sắc mặt của mỗi người đều khó coi ha ha trần phong thiếu gia tự mình đến đây vẻ vang cho kẻ hèn này vẻ vang cho kẻ hèn này a à. mộc hữu vân rất là hài lòng lôi kéo trần phong đã đi vào trong tất cả mọi người đều hướng phía sau trần phong nhìn lại nghe nói người này trời sinh tính phong lưu mặc kệ đi đâu bên người đều có xuân hạ thu đông bốn nha hoàn tuyệt thế tiện sát thế nhân nhưng lúc này lại không thấy hình bóng chỉ có một nữ tử đồng dạng một thân bạch y đi theo sau đó tuy rằng hơi có tư sắc nhưng cũng bất quá lớp giữa thiên thượng mà thôi để mọi người giật mình là trần phong đi ở phía trước dĩ nhiên xoay người qua kéo tay của nữ tử kia cùng nhau ngồi xuống nữ tử kia ở trước mắt bao người đỏ mặt lên, muốn đưa tay rút về, lại một lần không có thể dãy ra, không thể làm gì khác hơn là tùy ý Trần Phong nắm, ngượng ngùng ngồi ở bên người hắn. Bên người Trần Phong công tử vị này chính là Phi nghe nháy mắt, lộ ra thần sắc tự tiếu phi tiếu. Trần Phong cười nhạt một tiếng, hào phóng nói rằng: "Vợ ta Lương Ngọc Y, cái gì? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, đều hướng phía Lương Ngọc Y nhìn lại, đều đang suy đoán lai lịch của cô gái này." Lương Ngọc Y lại là thân thể run lên, vẻ mặt đỏ bừng cúi đầu tới, lại khó nén ngọt ngào. Ngọc y cô nương đó là xuất từ thiên nhất các. Đột nhiên một giọng nói nghi ngờ hỏi, chính là Giang Tu Trân. Lương Ngọc y ngẩng đầu lên, vuốt cảm nói. Thiếp trước đây đúng là thiên nhất các đệ tử, bất quá sau lại thoát khỏi. Tất cả mọi người đều một trận chợt hiểu, nguyên lai là thiên nhất các cao đồ. Thiên nhất các coi như là thương minh đại lão rồi, đệ tử của họ phối trần phong mặc dù có điểm không cùng, nhưng tranh lệch này chỉ ít còn có thể bổ khuyết. Huống hồ Lương Ngọc Y trong lúc mơ hồ tiết lộ ra ngoài tu vi khí tức, tựa hồ còn ở trên trần phong. Giang tu chân cảm khái nói. Lão phu kia liền không nhận lầm người. Năm đó Tống Nguyệt Dương thành chi thương minh thuật võ song quyết, thiên nhất các phái gia võ đạo tuyển thủ đó là cô nương. Lương Ngọc Y thoáng biến sắc, rất nhanh thì trở nên tốt, nói. Việc năm xưa đã thành nhất thời. Tất cả mọi người đều hơi biến sắc mặt. Nếu nói nhất thời không chỉ có là chuyện cũ, còn có thương minh tổng bộ Tống Nguyệt Dương Thành. Trần Phong cũng là con người chợt co rút lại, tựa hồ thoáng chút hồi tưởng nhớ lại, nói. Tống Nguyệt Dương Thành một chuyện, đến bây giờ đều còn không có một định luận đi ra, năm đó đầu sỏ gây nên, hiện tại ngược lại thành nhất phương bá chủ, chật chật, thương minh các ngươi thật đúng là thương minh, mà Thương nhân lãi nặng, vĩnh viễn thờ phụng lợi ích đệ nhất, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, cái gì đều có thể bỏ qua. Giang Tu Trân cũng nghe được ý châm chọc trong đó, mặt già đỏ lên, lúng túng nói. Việc này quá mức phức tạp, nội bộ thương minh còn đang điều tra. Điều tra, Trần Phong châm chọc cười nhạo nói. Người năm xưa còn sống sót cũng không phải là không có, ta và Ngọc Y đều là kinh nghiệm bản thân, nếu là thương minh chịu kết luận nói, hai vợ chồng ta không ngại làm nhân chứng. Giang Tu Trân nghe được mồ hôi lạnh chảy ào ào, không nhịn được lấy tay khăn xoa cái chán, bực đại sự này há là hắn có thể làm chủ đừng nói làm chủ, dù cho tiếp tục nói một chút, đều có thể mạng nhỏ nguy hiểm, nhất thời khún núm nói. Việc này có người khác làm, tại hạ đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, hôm nay chỉ nói chuyện linh lôi quả. Thối, Trần Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng. Năm xưa Tống Nguyệt Dương Thành đánh một trận, hắn cũng thiếu chút nữa bỏ mình bên trong, đối với tứ cực môn là oán khí sâu đậm. Nhưng sau này Đường Khánh không chỉ có bình an vô sự, hiện tại ngược lại thành kẻ đứng đầu Hồng Nguyệt Thành, theo chân bọn họ đao kiếm tông ngồi ngang hàng. Hắn cũng biết trong đó ngọn nguồn tất nhiên không đơn giản, khẳng định có thế lực cực lớn xen vào bên trong mới có thể sản sinh loại kết quả hoang đường này. Giang tu chân rất nhanh thì khôi phục bình thường, cười nói. Hôm nay hải mộc chấn một hồi, có thể nhìn thấy nhiều cường giả dạ đồng lứa trẻ tuổi như vậy, quả thật là chuyện nhân sinh may mắn. Đao kiếm tông trần phong công tử và lệnh ái, thiên lĩnh long ra hai vị thiếu chủ, còn có vị mộ dung thế gia công tử này đảm đương được là bắc vực ta tuấn kiệt tột cùng nhất hôm nay lão phu mở rộng tầm mắt a ngày sau cũng có tư bản đối với người khác khoác lác hắc hắc hắn một vỗ mông ngựa xuống phía dưới ba thế lực lớn một cái không lọt xung quanh mọi người đều là lộ ra vẻ khinh bỉ đào hồng chờ hai nàng cũng là trong mắt mang theo khinh miệt bất quá lóe lên rồi biến mất mọi người thế mới biết công tử trẻ tuổi là người của mộ dung thế gia nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là vẻ mặt mờ mịt hiển nhiên cũng chưa từng nghe qua cái thế gia này danh hào Trần Phong nội tâm một trận không thoải mái, lạnh lùng nói: "Bắc vực tuấn kiệt đều thuộc tứ tú, ở đây một người cũng không có, nói thế nào đỉnh phong. Vạn Bảo Lâu Lệ Phi Vũ nếu là ở đây, ngươi còn sẽ nói ra loại lời này tới sao?" Giang Tu Chân cười hắc hắc nói: "Bắc vực tứ tú cũng là chúng thôi cùng đề cử đi ra ngoài, cũng không có chân chính tỷ thí qua. Còn nữa, đó cũng là chuyện rất nhiều năm trước rồi, ta nghĩ hiện tại nếu là chân chính đánh một trận, mấy vị công tử nhất định có thể chọn lên" trong mắt của kỳ quỷ lóe lên một tia chiến ý huyết dịch có chút đốt lên nói ta đó là rất chờ mong một hồi những cường giả khác đấy ánh mắt của hắn hữu ý vô ý liếc mắt nhìn trần phong và mộ dung hàng vũ trần phong lạnh nhạt nói tại hạ tự nhận thực lực không đủ kỳ quỷ huynh hãy tìm người khác đi mộ dung hàng vũ càng cười lạnh một tiếng nói cường giả chân chính ai sẽ để mắt còn ngươi còn đánh một trận hừ ngươi có tư cách sao phanh kỳ quỷ cả người đều trở nên lôi thanh sắc trong tay ngũ chỉ nắm chặt không khí trực tiếp nổ lên trong tròng mắt phun lửa giận tới toàn bộ trên tràng bầu không khí thoáng cái trở nên mùi thuốc súng 10 phần tất cả mọi người thị đều nhíu thầm nghĩ giá mộ dung hằng vũ nói quá mức không tốt thanh niên nhân huyết khí phương cương đều hiếu dũng hiếu chiến hơn nữa đa phần sĩ diện người này ngay trước mặt mọi người của trách hắn cổ tức giận này ai có thể nuốt được hứ mộ dung hằng vũ căn bản bất vi sở động vẫn là mặt mang châm chọc, lạnh lùng nhìn hắn, một bộ dáng có loại đánh ta à. Phi nghe hơi biến sắc mặt, thấy trên người kỳ quỷ thỉnh thoảng phụt ra lôi điện chia quang, tựa hồ có chút không khống chế được mình, vội vàng đôi môi khẽ mở, tựa hồ đang truyền âm nhập mật. Trên gương mặt của kỳ quỷ thần biến sắc hóa bất định, vặn vẹo cực kỳ khó coi, hơn nữa thủy trung bao phủ ở dưới một tầng thanh quang. Hắn nghe xong phi nghe truyền âm, cuối cùng cắn hàm răng kẽo kẹt vang lên. Mộ Dung Hằng Vũ, ta hiện tại hướng ngươi khiêu chiến, có loại hãy cùng ta một mình đấu một hồi, sinh tử bất luận. Mộ dung hàng vũ đưa ngón trỏ ra tới lắc lắc, chào phùng nói. Ngươi không tư cách này. Ha ha, hay cho một câu không có tư cách. Kỳ quỷ giận dữ cười ngược, nhưng thần sắc trái lại vẫn bình tĩnh xuống tới, lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói. Ta hiện tại cho hữu vân đại nhân một mặt mũi, cho ngươi bính đáp vài cái, đợi sự tình xong rồi, đó là lúc ta tiễn ngươi ra đi hắn trong nháy mắt thu liễm toàn thân lôi điện chi lực hai tay ôm ở trước ngực trực tiếp ngồi xuống nhắm mắt không nói đồng thời tựa hồ che đi giác quan không để ý tới nữa chuyện ngoại giới mộc hữu vân thở dài như vậy cũng tốt miễn cho hai người nháo loạn tới thu không được chàng hắn có chút trách cứ nhìn mộ dung hằng vũ một cái như vậy thật giống như đang nói hoàn toàn không để cho ta mặt mũi mộ dung hằng vũ ha hả cười cũng không lên tiếng nữa bầu không khí thoáng chút có vẻ lúng túng Lúc này mọi người đối với mộ dung thế gia càng thêm tò mò, các loại nhẹ giọng nói nhỏ, thoáng cái đã truyền ra. Giang tu chân cũng nghiêm chỉnh, dù sao cũng là bởi vì lời của hắn dựng lên, đi ra hòa giải nói. Chư vị đều là bác vực võ đạo người nổi bật, nhớ năm đó thánh vực triệu tập thiên hạ hào kiệt tiến hành võ quyết bài danh, đánh cho long trời lở đất, lúc này mới ra đời thập đại phong hào vũ đế, trở thành một đoạn giai thoại, kẻ khác vô hạn hướng về. Chính là vài năm sau, phong vân bảng sẽ lần thứ hai khởi động, đến lúc đó mấy vị công tử tiểu thư nhất định có thể đại phóng tia sáng kỳ dị, lưu danh thiên cổ. Mọi người đều là tâm thần dùng mình, nhớ tới đoạn chuyện cũ này, không khỏi lộ ra vẻ hướng tới. Mộc Hữu Vân vuốt râu cười nói: "Chính là mấy vị công tử tiểu thư có thể đến thần mộc thế gia ta, chính là cho Mộc Hữu Vân ta thiên đại mặt mũi." Phi nghe thu liễm vẻ hướng về, lại cười nói: "Thế nào người của hải tộc còn chưa tới, chẳng lẽ là thấy hào kiệt quần tụ, do đó sợ rồi?" Giang Tu chân cười to nói. Ha ha, tất nhiên như vậy. Hắn tiếp tục vuốt mông ngựa nói. Bảy đại siêu cấp thế lực tới thứ hai, còn có mộ dung thế gia, có thể nói tam đại ngang ngược hội tụ, nếu ta là người của hải tộc, cũng sẽ sợ đến không dám tới, ha ha. Mọi người cũng theo cười ha ha, tuy rằng Giang Tu chân thái độ làm người chơ chẽn, nhưng là đều cảm thấy có lý. Đúng. Trong lúc bất chợt, không chung không hiểu hiện ra một đạo lôi quang tới, bên trong này ra một đạo thanh sắc hồ quang, trên không trung nhún nhảy một chút ba đạo hồ quang kia trên không trung lóe lên như là cái tát và ở trên mặt của giang tu chân thanh thúy hữu lực giang tu chân đau kêu thảm một tiếng cấp vội vàng che mặt cả giận nói ai ai dám đánh lén lão phu đạo điện mang tuy nhỏ nhưng uy lực mười phần toàn bộ cái đầu của giang tu chân đều cháy đen một mảnh trên mặt đen xì xì chảy ra tảng lớn máu tới không trung chuyển đến một đạo thanh âm lạnh băng các ngươi bảy đại siêu cấp thế lực tới hai cái, còn có mộ dung thế gia, chúng ta đã sợ đến không dám đi ra, vẫn là núp trong bóng tối thật là tốt. Mọi người vừa nghe, đều là sắc mặt bỗng nhiên đại biến, toàn trường nhất thời yên lặng lại, tất cả mọi người đều cảnh giác vạn phần. Giang Tu chân lập tức biết là người phương nào, sợ đến run run một chút, vội vàng ngậm miệng thối lui đến trong đám người, bụng mặt không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể tự nhận không may. Sắc mặt của Mộc Hữu Vân ngương trọng, trầm giọng nói: Hải tộc bằng hữu, nếu đã tới, cũng không cần lại những nữ nít nít, ra đi. Hùng, các ngươi miệng pháo lợi hại như vậy, chúng ta làm sao dám đi ra? Ha ha, đúng thế. Nhiều nhân vật muốn lưu danh thiên cổ đại tại đây như vậy. Chật chật, chúng ta vẫn là trở lại triệu tập đại quân trở lại đi. Tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Đông vực vừa dừng lại chiến tranh không bao lâu. Tuy là thủ vững thành trì, không để hải tộc chiếm được nửa điểm tiện nghi, nhưng cũng chết thương thảm trọng tuy rằng trong lời của đối phương vui đùa và uy hiếp ý tứ hàm xúc quá nhiều nhưng cũng không khỏi không phòng huống hồ nơi đây rất nhiều cường giả đều dựa vào gần biển biên thế lực một ngày đánh nhau đó là đứng mũi chịu xào mộc hữu vân trầm giọng nói lưỡng tộc nếu chiến tộc chúng ta tự nhiên sẽ không sợ hãi chỉ là cục diện như vậy đối với người nào cũng không có lợi chư vị cũng đều sẽ không vui nhìn thấy đi hừ hừ ngẫu ngẫu vui đùa một chút vị thường bất khả trên bầu trời một đạo thanh quang hạ xuống nhất thời hiện ra hơn 10 đạo nhân ảnh tới, tuy rằng đều là hình người, lại cho mọi người một loại cảm giác cổ quái, vừa nhìn đã biết không phải chủng tộc của ta. Lôi hổ hòa báo và bác hải vương tử thình lình ở đó, còn có ba gã hải tộc thần sắc cũng là cổ quái, hai nam một nữ. Một gã nam tử vẻ mặt lam sắc, trên đỉnh đầu lại mọc lên một nắm hồng mau. Một gã nam tử khác còn lại là sắc mặt mập mạp, hai cái lỗ mũi thật lớn. Nữ thật ra lớn lên tinh xảo, cả người lộ ra một vẻ lạnh lùng, hơn nữa hai chân cũng không chấm đất chỉ là lẳng lặng lơ lửng nhưng nàng vóc người nhỏ nhắn xinh xắn mặc dù treo ở giữa không trung cũng so với người còn lại lùn hơn nửa cái đầu mấy người phía sau còn lại là một đám trợn mắt giang nanh hình thể to lớn tráng trên người lộ ra cương mãnh chi khí tất cả mọi người là kinh nghi bất định nhìn lôi hổ hỏa báo ở trong hơn 10 người, người khí tức trên người hắn khiến người khác có một loại cảm giác khó có thể thừa nhận áp lực tựa hồ chỉ cần thoáng động thủ ngón tay một cái là có thể đem chính mình hôi phi yên diệt vậy. Hơn 10 người hiển hóa ra, nhất thời toàn bộ bầu không khí bên trong sân thoáng cái trở nên cực độ áp lực. Song phương tuy rằng còn không có mâu thuẫn, nhưng phân biệt rõ ràng hình thành hai cổ khí tràng, đối chỉ đứng lên. Trần Phong lãnh đạm nói, nếu chư vị thật muốn vui đùa một chút đại chiến, tùy thời phụng bồi. Toàn bộ bắc vực ven biển một khối, đại bộ phận đều là phạm vi bọn hắn đao kiếm tông thế lực quản hạt. Trần Phong thân là đao kiếm tông thiếu chủ, tự nhiên không thể không cần mặt mũi này. Đàm Mỹ Sắc Huống hồ một ngày thực sự đánh nhau, không có khả năng để cho bọn họ đao kiếm tông nhất phái gánh chịu, phải bắc vực chính là bốn vực cực mạnh, căn bản không cụ hải tộc uy hiếp. Hưng vô chi tiểu nhi, ngươi có thể làm chủ được sao? Ngươi nên vì lời mình nói phụ trách. Sắc mặt của nhuận vũ trầm xuống, lúc này quát dẹp đường, thanh âm chấn đến không gian một trận ong ong nổ vang lên, cấp cho Trần Phong một hạ mã uy. Sắc mặt của Trần Phong đạm nhiên, nói, tự nhiên. Nhận vũ nhớ mày, vốn tưởng rằng đối phương thế nào cũng sẽ sợ đến sắc mặt trắng bệch, nào biết không nửa điểm hiệu quả, ngược lại thì chính mình tự đòi một phen mất mặt, lúc này phẫn nộ quát. Nhiều lời vô ích, chúng ta hôm nay cũng không phải tới đấu võ mồm với các ngươi nói, hải tộc chúng ta cam bái hạ phong hôm nay đến đây, là cho nhân tộc các ngươi mau chóng rời khỏi hải mộc đảo, ta hải tộc sẽ toàn diện tiếp quản. Tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, ai nấy tức giận không ngớt. Hải Mộc Trấn thời đại có người ở lại, đã mấy nghìn năm rồi, hiện tại tùy tiện chạy tới vài người cho các ngươi cút đi, cho dù ai cũng là lửa giận ngút trời. Ha ha, dựa vào cái gì? Mộc Hữu Vân giận dữ cười hỏi ngược lại, nói. Các ngươi đây là minh mục trương đảm khi dễ người. Nhuận Vũ cười lạnh một tiếng, nói. Chấn này vốn là hải mộc đảo, vốn là từ trong Bắc Hải phiêu lưu tới được, cho tới nay đều là vật của Bắc Hải ta. Bị các ngươi nhân tộc mạnh mẽ chiếm cứ mấy nghìn năm, rốt cuộc là ai khi dễ người nào? mọi người đều là một trận oán giận các loại nghị luận và tiếng mắng chửi không ngừng tâm tình càng ngày càng kích động phần lớn là hô lớn cút về các loại trên mặt của nhuận vũ hiện lên vẻ đắc ý nói cũng giống như so với nhà ngươi nuôi một con chó có một ngày chạy đến nhà hàng xóm ở lại mấy ngày con chó này lẽ nào sẽ không phải là của ngươi mà là thành của nhà hàng xóm thử hỏi ngươi sẽ có cảm nghĩ thế nào mọi người nhất thời ách ngữ cái thí dụ này quá mức hình tượng chỉ một cái tử vô pháp phản bác đều là hai mặt nhìn nhau. Ha ha, đang ngồi các y quan thắng tuyết, nếu hiểu đạo lý, vậy nhanh lên mau chóng rời khỏi đi. Nhuận vũ vung tay lên, có loại vương giả khí độ bất dung trí nghi, để mọi người một chút không lời chồng đỡ. Chật chật, con nói sẽ không miệng pháo, con nói cam bái hạ phong, mấy lời đây là kỳ nhân lấy yếu, thật có tâm cơ nhà. Không trung hơi rung động, truyền đến một tiếng đạo châm chọc. Mộ dung hằng vũ biến sắc, nhất thời đại hỉ đứng lên, hắn nghe được người tới chính là Lý Vân Tiêu. Nhưng đồng thời lại lộ ra vẻ lo âu, rất sợ hắn xông tới hải tộc, đứng mũi chịu xào bị công kích. Nhuận vũ biến sắc, hắn cũng nghe được thanh âm, cả giận nói. Là người. Bên trong sân không ít người đều là nhíu mày, Trần Phong cũng là con người hơi co lại, có chút khó có thể tin. Hắn quay đầu lại nhìn bên người Lương Ngọc Y một cái, đồng dạng là thấy một đôi mắt tràn đầy giật mình và hoài nghi. Trần Phong thấp giọng nói. Thực sự là hắn, Lương Ngọc Y gật đầu một cái, ngay sau đó lại lắc đầu, tựa hồ không dám xác định. Lôi hổ hỏa báo vẫn luôn là hai mắt nhắm chặt, tựa hồ đối với ngoại sự hờ hững, lúc này cũng là đột nhiên mở mắt ra. Bên trong một con con ngươi xí lửa nhảy lên, hai mắt lôi điện nảy ra, hướng phía trong hư không ngưng mắt nhìn đi, lộ ra giật mình thần sắc tới. Bầu trời không gian chậm rãi nhộn nhạo một chút, thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiển hóa ra, sắc mặt ung dung nhìn phía dưới. A, à, đột nhiên có người kinh hô một tiếng đi ra, Chính là giang tu chân một tay bụng mặt, như là bị người đá một cước vậy, tại chỗ nhảy dựng lên, một chút hoảng hồn. Mộc hữu phong và hai nàng cũng là kinh hãi không ngớt, nghĩ không ra nơi đây còn có thể nhìn thấy Lý Vân Tiêu. Lôi hổ hỏa báo con ngươi trầm xuống, tuôn ra một cổ sát khí tới, thoáng cái đã lan tràn ra, bên trong sân tất cả mọi người cảm nhận được, đều quá sợ hãi. Cổ sát khí chi lang liệt này, để toàn bộ người ở tại tràng đều là rợn cả tóc gáy, đều là cả người rét run, khiếp sợ vạn phần. Phi Nghê và Kỳ Quỷ cũng là giật mình không thôi, không rõ vì sao Lý Vân Tiêu vừa xuất hiện là có thể dẫn tới người của hải tộc thất thố như vậy. Đặc biệt lôi hổ hỏa báo nhóm cường giả này, cơ hồ là cửu tinh đỉnh phong tồn tại, đã rất khó bị ngoại sự sở động, lại cũng bị dẫn động. Để cho bọn họ càng thêm giật mình và không hiểu là tiểu tử này không chỉ có dám chính diện xông tới hải tộc, hơn nữa ở dưới sự uy hiếp của lôi hổ hỏa báo hoàn toàn không hãi sợ, vẫn là một bộ dáng không mặn không nhạt, khiến người ta nhìn cũng rất muốn hung hăng đánh một trận tiểu tử ngươi thật là can đảm a à, không sợ trời không sợ đất càng còn có thể sống đến bây giờ khí tức trên người lôi hổ hỏa báo chậm rãi lưu động sát ý càng ngày càng mạnh nhuận tông nhuận vũ đồng thời sắc mặt đại biến lộ ra thần sắc thập phần giật mình tới nghĩ không ra lôi hổ hỏa báo và lý vân tiêu dĩ nhiên nhận thức hơn nữa nhìn hình dạng tựa hồ còn có khúc mắc nào đó mấy tên hải tộc khác cũng là thần sắc biến đổi cảm nhận được từ trên người lôi hổ hỏa báo truyền tới áp lực nhịn không được hậu lùi lại mấy bước tách ra Lý Vân Tiêu thần sắc bất biến, chỉ là vùng xung quanh lông mày hơi vung lên, lạnh lùng nói: "Mắc mớ gì tới ngươi ha? Ngươi